Xin chào quý vị khán giả, chúng ta đến với nhà hàng được trực tiếp tại An Phú Arena, quận 9, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị theo dõi trận cầu sâu số 7 trong buổi tối hôm nay. Cuộc so tài của các cầu thủ Tony Sport và đối thủ của họ trong trận đấu này đó là các cầu thủ Sao Bảo FC. Hiệp một của hai đội bóng chính thức đã bắt đầu. Rất khó để tung ra cú dứt điểm. Quang Enzo, Quyết, đó là cú dứt cất 1-0 dành cho Tony Smart. Đó là tình huống ghi bàn dành cho cầu thủ ván chéo số 10 sau tình huống chuyền bóng từ khu vực giữa sân của Quang Enzo. Rất nhạy dành cho tình huống vừa rồi và chúng ta đã có bàn thắng mở 1-0. Bóng bật ra và Quang Enzo cùng với Văn Toàn. Văn Toàn đã khiến cho mảnh lưới của đối phương bị rung lên một cách đầy bất ngờ khi mà anh thực hiện được cú dứt cót đứng ngược lại với khu thành của đối phương và chỉ cố vũ đến Kumon. Cú bàn đá cao nhất trên đường tấn công của các cầu thủ Discord. Quyết, cầm bóng. Một pha treo bóng cột hai cực kỳ khó chịu của các cầu thủ Gia Bảo. Vẫn là một bài đánh đưa bóng dàn sang cánh phải dành cho đội trưởng số 10 Duy Bò. Và lần này có đường truyền biểu tiểu bóng rất hay của đội trưởng từ phía Sao Bảo FC sang cầu đài hoặc là các giải đấu lớn nhỏ khác nhau. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và di chuyển tốt của Đế Đế, một đều dành cho trận đấu này. Đó là tình huống mà các cầu thủ của Sao Bảo FC tiếp tục đánh ở cánh phải. Lần này thì vai trò của đội trưởng Duy Bò đã lùi về sâu hơn. Và người dứt điểm ở tuyến trên đó là tình huống di chuyển rất khôn ngoan của Đế Đế. Dù anh Xuân Thương cũng đã băng ra những tiếc cho anh là không thể kiểm soát tình hình tốt. Một cú chạm bóng ngay, một cú tỉa bóng. Quang Enzo, đó là cú đá ngay. Cú Thành Thanh Duy đã phải cho anh người và để bóng chấp nhận một quả đá phạt góc. Quang Enzo, xem lối đá đã bắt đầu trở nên cởi mở hơn một chút nữa. Đội hình của hai đội đã được kéo giãn ra. Đường truyền dài không thành. Mình của Phú Messi tới khoảng trống đây. Cú đá vượt xa của Phú Messi. Anh cũng chính là người đã lấy bóng ở khu vực giữa sân trước khi thực hiện đường truyền để đồng đội bật nhà, tạo ra khoảng trống cho Phú Messi. Phú Messi buộc bảo cánh phải không ai cả, buộc phải là cánh trái. Đôi ôi lại bỏ lỡ. Đây là pha bóng trước đó mà cao thủ của Tony Sport đã bật nhà giữa hai cầu thủ Văn Toàn và Cú Bằng. Rất tốt dành cho thủ thành của cao thủ Tony Sport. Lại theo dõi lại pha bóng trước đó mà cầu thủ bên phía Sao Bảo FC đã dứt điểm. Quảng Trường 2-1 dành cho các thủ Gia Bảo. Cuối cùng thì bàn tỷ số cũng đã được nâng lên. Và lần này thì các thủ Gia Bảo là những người vượt lên trong hiệp đấu này. Duy Trà Chanh là người đã khai tông thế trận rất khó mà có bàn thắng dành cho hai đội. Đó là một cầu thủ có mặt từ trên băng ghế dự bị trận đấu ngày hôm nay. Và nó phải đến từ một tình huống đá phạt góc. Và sau đó thì Duy Trà Chanh có một pha ăn mừng, một động tác rất mỹ miều. Chúng ta đã theo dõi lại những góc lút và tình huống ghi bàn của Duy Trà Chanh. Trong khi đó đội trên sân cao thủ của Sao Bảo FC họ vẫn đang có những pha bóng rất nguy hiểm. Quay nhìn có bàn thắng thứ 3 dành cho cao thủ của Sao Bảo FC. Mạnh lưới của cao thủ Tony Sport đã bị rung lên lần thứ 3. Mọi thứ đã thay đổi một cách quá nhanh và chóng vánh cho những phút cuối của hiệp 1. Khi mà đây là bàn thắng để kép lại hiệp đấu đầu tiên, dẫn 3-1 cho cao thủ Sao Bảo. Chúng ta sẽ gặp lại hai đội bóng sau đó ít phút nữa. Và chúng tôi cũng sẽ gặp lại quý vị sau thời gian nghỉ riêng. Nhưng anh vẫn chưa thể sở hữu bàn thắng. Anh Lợi, coi!
đột phá cực kỳ mạnh mẽ của Soa 26. Nhưng tất nhiên rồi, đó là một tình huống di chuyển mà góc sút đã trở nên đẹp hơn nhiều. Đây là một trận đấu sở hữu chất lượng chuyên môn khá cao, lên bóng dành cho cầu thủ Gia Bảo. Đá bánh mì, được con chất thay, gôi, không vào. Nếu như thủ thành của các cầu thủ Tony Sparks vừa rồi bị đánh bại nhưng vẫn còn đó là số trội. Cú môn, liệu có cú dứt điểm? Rất đáng tiếc. Sau đó lại là một cú dứt điểm nữa dành cho các cầu thủ của Tony Sparks. Nhưng không có bàn thắng. Cú môn và cả Bu Messi, và tất nhiên rồi họ phải chờ đến tiếc nuối. Thủ thành Khánh Duy đã băng ra để che chắn cái sức ép và vẫn kịp lùi về để ngăn chặn cú đá của Bu Messi. Cú đá bồi sau đó của số 4 thì lại đưa bóng chạy ra ngoài. Còn đây là pha bóng trước đó mà các thủ Gia Bảo FC tấn công rất hay giữa là bánh mì và Duy trả tranh. Thành Anh Hào, Bu Messi bắt bài, bắt bài của chiến sạch Pavarac. Gói, đây vậy, 4-1 cho các thủ Gia Bảo. Lần này thì hệ thống phòng ngự của các thủ Tony Scott đã bị đánh bại hoàn toàn. Chiến sạch Pavarac là người đã ghi bàn thắng thứ tư cho các cầu thủ của Gia Bảo, nâng tỷ số lên là 4-1. Thế trận đã trở nên an toàn hơn cho cầu thủ Gia Bảo với pha bóng này khi họ nới rộng khoảng cách lên dẫn trước 3 bàn. Lại mất bóng rồi. Đá bánh mì. Chiến sách Farias nguy hiểm. Có vẻ như đó là một tình huống mà cầu thủ đồng đội ở tuyến trong đã bị giật mình. Bóng vừa sang. Pha bóng của hậu Marcelo. Nguy hiểm. Bây giờ là hậu Marcelo. Tỷ số là 5-1 cho cao thủ của Gia Bảo. Một tình huống dứt điểm ở trong vòng cấm rất gọn gàng của hậu Marcelo. Lần này thì anh đã hoàn hảo và cắt bóng công thành ở trong hệ thống phòng ngự và nó đặt pha lấy bóng rất nhanh của Đê Đê cánh trái kìa. Nhưng đường truyền một nhịp nữa xử lý của Đê Đê đã khiến cho đội trưởng Di Bò ở trong một trạng thái khó hơn và đường truyền của Đê Đê cũng đã quá sâu. Nếu như sớm hơn một nhịp thì đó sẽ là một pha bóng đầy vạch lạc. Rất nhịp nhàng. Để bóng cuộc chiến. Đê Đê. Đội trưởng Duy Bò. Trọng tài đã ngay tức khắc thổi còi và tất nhiên rồi, tình huống để bóng chạm tay cho bóng cấm của cầu thủ bên phía Tony Sparks. Họ phải chịu một quả trên chấm penalty. Và Duy Bò sẽ là người thực hiện quả đá penalty này cho các cầu thủ của Gia Bảo. Đó là tình huống xử lý ở trên chấm penalty, không có sai số nào cả. Và tỷ số này lên là 6-1 dành cho các cầu thủ của Gia Bảo FC. Đánh lừa được thủ thành của đối phương. Tất nhiên là trên chấm pen thì khó có thể. Đánh đầu. Và phản xạ tốt dành cho thủ thành của cao thủ Gia Bảo. Còn đây là pha bóng đánh đầu trước đó của cao thủ Sport cho tình huống đá vào góc. Đó là cú bon. Rồi, Văn Toàn, Văn Toàn. Tiếng còi cất lên rồi. Quan trọng là trong hay ngoài vòng cấm mà thôi. Như vậy là chỉ tay vào chấm penalty. Penalty thứ hai của trận đấu này. Lần này thì người mang về quả đá pen đó là Văn Toàn. Sẽ có bàn thắng cho các cầu thủ của Tony Sparks hay không? Khi mà họ được hưởng lợi trên một vị trí
lý tưởng giống như cách mà trước đó đội trưởng Duy Bò cũng đã có. Như vậy là Kubon sẽ là người thực hiện quả penalty này. Sẽ là Kubon và Tú Anh Khánh Duy. Kubon cũng là một cú đá pen đánh lừa được Tú Anh của đối phương. Tỷ số được rút ngắn còn 2-6 dành cho các thủ của Tony Sport. Phải chờ rất lâu chúng ta mới có được thêm pha lập công cho Tony Sport. Thạch Khánh Hào rất khó. Hậu Marcelo Ribó quyết định ngay một tình huống sửa góc xa. Pha xử lý cực kỳ khó chịu của đội trưởng Sung này. Bên cánh phải Văn Toàn coi khoảng trống đây. Bây giờ thì có bàn thắng thêm dành cho Tony Sport và người ghi bàn đó là cầu thủ bàn chéo số 20 Hải Bóng. Những phần khó khăn lớn nhất trước đó đã được thực hiện bởi số 10 Văn Toàn. Tỷ số rút ngắn còn 3-6 cho cao thủ Tony Sport. Pha phối hợp mà thủ thành của cao thủ Sao Bảo là Khánh Duy đã bị đánh bại hoàn toàn. Và vì còn lại của Hải Bóng là đơn giản, anh chỉ cần dứt điểm vào khung thành trống mà thôi. Bàn thắng thứ 9 của số tài này. Hậu Marcelo đánh đầu. Đúng ra thì đó là một tình huống đánh đầu hỏng cơ. Như bóng lại bật vào tay thủ thành của Tony Sport và đi vào lưới. Bàn thắng thứ 7 dành cho các cầu thủ của Gia Bảo. Thiên thời địa lợi và cả nhân hòa nữa. Nó đúng trong tình huống này. Nhiều khi không cần bắt buộc phải có bàn thắng thì tự nhiên bàn thắng cũng sẽ rơi vào đầu. Chuyền Fabregas đưa chuyền hay. Vẫn là một loạt những pha xoáy sò. Hậu Marcelo đến đấy. Có những tình huống bận nhả khá nhiều cho tình huống vừa rồi. Và rồi đó là một pha bỏ lỡ xứng đáng để có thể xuất hiện trên TikTok sau trận đấu này. Nhưng với các cầu thủ của Gia Bảo FC lúc này có lẽ là họ muốn có những bàn thắng kiểu như thế này. Sự phối hợp nhịp nhàng thay vì những pha dứt điểm. Quý vị khán giả vẫn đang đến với những diễn biến của trận đấu tại An Phú Arena. Hơi lỡ nhịp dành cho Văn Toàn. Cú đưa bóng của số 10 cũng đã chạy ra ngoài rất tiếc. Trong bối cảnh mà các cầu thủ Tony Sport đang cần một bàn thắng. Quang Enzo. Quang Enzo. Không bao. Xử lý và đưa bóng qua chân trái của Quang Enzo. Trước đó cũng là một góc sút rất vừa tầm đối với Quang Enzo ở chân phải. Nhưng anh lại thực hiện một pha qua người kỹ thuật để thực hiện một cú đặt lòng vào chân trái. Tiền vệ số 4 luôn nỗ lực rất nhiều trận đấu ngày hôm nay. Liệu đây sẽ là một tình huống phải dứt điểm thẳng có bàn hay không? Đường chuyền của Phú Messi. Ôi! Đó lại là tình huống bỏ lỡ nữa của cao thủ Tony Sport. Tất Lữ đã được tiền vệ Phú Messi chia bài. Xuân Hiếu. Cú đá không như mong đợi của Xuân Hiếu. Và đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay giữa cao thủ Tony Sport và cao thủ Gia Bảo tại An Phú Arena. Trận đấu ở mới đưa vào hoạt động để phục vụ những người em đam mê bóng đá phong trào. Cảm ơn các thủ Tony Sport và Gia Bảo FC đã cống hiến một trận đấu cực kỳ hay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Và đến đây anh Yên cùng anh em ekip sẽ phải nói lời chào tạm biệt. Tôi là anh Yên, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những trận đấu tiếp theo.